Thưa quý vị, việc công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm hành chính theo thông tư số 67 năm 2019 đang bị lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác trên đường. Mới đây, Bộ Công an đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư này, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bộ Công an bãi bỏ việc công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2024.